Từ bữa trước con là người tại gia, con mới bước đầu tu tập, con phải học những gì trước để có căn bản và hành như thế nào cho đúng thưa sư? Thì xin thưa với quý vị đó, nếu như mà quý vị nói là quý vị mới tìm hiểu đến đạo Phật, mới biết đến đạo Phật thì phải học cái gì trước? Phải học cái gì trước để có căn bản á? Thì sư đề nghị quý vị là học kinh Pháp Cú ha. Đâu rồi? Cái ghi chờ sư tí. Kinh Pháp Cú thì quý vị tìm ở trên mạng có rất là nhiều. Đó. Đây. Nhiều người á họ coi thường kinh Pháp Cú. Nhưng mà thực tế đó, cái kinh Pháp Cú á, thứ nhất là kinh của Phật thì không có cái lý do gì mà chúng ta coi thường hết trơn hết trọi ha. Đó, cái thứ hai đó là mình là cái gì? Nếu như mà mình thật sự mình giỏi đó, mình đọc một câu Pháp Cú như thế này là mình chứng đắc thánh đạo thánh quả rồi. Mà mình á, mình đọc xong rồi mình còn phà một cục như thế này, có nghĩa là mình hiểu không hết. Hoặc á, là mình hiểu một nửa, mình hành một nửa, thành ra mình không có chứng gì hết trơn. Đó. Thành ra không có nên coi thường kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú á, là đủ cho cái người từ em bé 7 tuổi đã có thể học kinh Pháp Cú, cho tới một cái người già 70-80 tuổi vẫn có thể học kinh Pháp Cú. Và xin thưa đó, trong suốt cái quá trình mà quý vị sống ở đời đó, đi làm, giao tế trong bạn bè, công việc, các thứ ha, thì hầu hết tất cả các mặt đời sống của quý vị đó, quý vị đều có thể sử dụng kinh Pháp Cú này vào hết trơn. Mà nếu như mà quý vị học thuộc lòng cái bộ Pháp Cú này đó, thì phải nói là quý vị sống nó an ổn nhiều lắm thưa quý vị. Thậm chí sư nói nó có những khi đó, có những khi mà chúng ta có những cái sự bế tắc trong cuộc sống, có những cái khúc mắc trong cuộc sống, có những cái sự buồn phiền trong cuộc sống, quý vị in cho sư một cái quyển, in ra một quyển, in ra một quyển Pháp Cú, in ra một quyển Pháp Cú, mở một trang nào đó, mở khi mà quý vị buồn phiền á, mở một trang, mở ra coi, có khi cái câu kinh Pháp Cú ở trong đó đó nó giải quyết vấn đề của quý vị. Mà nhiều người thì họ họ coi kinh Pháp Cú là nó thường lắm, xin lỗi chứ. Nếu như á, mà một cái vị thuốc á, mà cái bệnh gì nó cũng chữa được á, thì mình gọi nó là thần dược. Còn một số cái thuốc á, nó chữa cái một số căn bệnh riêng biệt, mình gọi nó là biệt dược. Đó. Chứ còn mà thuốc mà cái bệnh gì nó cũng chữa được thì mình phải gọi nó là thần dược, chứ mình không thể nào mình nói ở cái thuốc này bệnh gì nó cũng chữa được tôi coi thường ha. Thành ra nếu như mà quý vị muốn mà mới bắt đầu học đạo, mà quý vị học cái gì trước á, thì sư xin thưa làm ơn học thuộc cái bộ Pháp Cú này đi, học thuộc bộ Pháp Cú này đi trước cái đã. Tại vì á, quý vị học những cái bài kinh khác đó, quý vị có thể học mất 1 năm, 2 năm, 3 năm đó. Nhưng mà quý vị học cái kinh Pháp Cú này đó, quý vị có thể học thuộc rất là nhanh. Tại vì sao? Bởi vì á, nó là thể thơ, rất là dễ thuộc. Cái thứ hai, ứng dụng rất là sâu rộng.
trong tất cả mọi mặt cuộc sống ứng dụng rất là sâu rộng ha. Thì quý vị nhớ như vậy, đó là trong cái trường hợp mà mới học đạo, mới bước đầu tu tập thì học cái gì trước thì làm ơn học kinh pháp cú trước, thù kinh pháp cú trước. Đừng có nghe ai bàn ra bàn vô mình tưởng nó thấp, không thấp. Thuốc mà trị được tất cả các thể loại bệnh thì nó là thần dược, chứ nó không phải là cái dạng thuốc xoàn ha. Nó không phải ngẫu nhiên á, mà cả nam lẫn bắc, bất kể hệ phái nào ha, mà cái kinh pháp cú này được dịch ra nhiều thứ ngôn ngữ nhất, bởi vì cái tính ứng dụng của nó. Và sau khi mà học, quý vị học thuộc dùm cái pháp cú rồi đó, mà để quý vị học tiếp mà cái gì để quý vị có căn bản, thì lúc đó quý vị đi vô trong cái tạng kinh, đi cái tạng nào cũng được, trường bộ, trung bộ, tăng chi, tương ưng, tiểu bộ. Quý vị đi một tạng, khi mà quý vị học xong được một tạng rồi đó, thì coi như là cái kiến thức nền tảng giáo lý của quý vị á, xem như là vững vàng, xem như vững vàng. Ở trên cái trang chị không nhớ nó chấm gì đây, đây nè, ở trong đâu không biết sư cô đang xe không? Đây ha, đây trang Việt Theravada.net ha. Quý vị vào cái pháp thoại nè, có trung bộ nè ha, trung bộ là có nghĩa là sao, kiểu gì thuộc pháp cú rồi đó, quý vị đi làm ơn đi vô kinh tạng giùm sư cái, đừng có không có cần phải nghe pháp lẻ chi, không phải là sư chê pháp lẻ, nhưng mà nếu mà quý vị muốn mà có cái nền tảng giáo lý, quý vị đi vô trong kinh tạng ha, đây kinh trung bộ ha, đó, hoặc là vi diệu pháp thì để sau đi học kinh tạng trước đi, đó, đây kinh tạng có ha, đây tăng chi ha, trường bộ, tương ưng ha, pháp cú ha, trung bộ, tiểu bộ, đó. Còn mấy cái giáo lý căn bản, giáo lý nâng cao này thì quý vị có thể nghe, nhưng mà nó là những cái bài pháp lẻ thì nghe cũng tốt, nhưng mà sư nói nếu như quý vị muốn có một cái nền tảng mà giáo lý mà cứng á, làm ơn đi vô một hẳn một cái tạng kinh, một cái tạng kinh trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi ha, đi thẳng vô một tạng kinh thì quý vị sẽ có cái nền tảng giáo lý cứng. Mà thậm chí sư nói đó, cái tiêu chuẩn mà một cái người mà tự nhận là có học thức mà Phật giáo mà có học á, thì là quý vị phải làm cho xong một bộ một tạng, thì khi đó cái nền tảng kiến thức của quý vị là coi như là vững ha. Và để hành á, để hành như thế nào mà đúng á, thì xin thưa là cái pháp hành quý vị phải gặp thầy thôi, chứ còn mà học online nhiều lúc thì cũng ớn lắm, cái pháp hành học online cũng ớn lắm, tại vì có khi mình căn cơ mỗi người mỗi khác đó, căn cơ mỗi người mỗi khác, mình cũng không biết là họ được hay không được, thành ra nên tới tận nơi ha. Pháp hành thì hiện tại bây giờ thì có thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ có 40 đề mục thiền chỉ samatha, thì có nhiều cái trường thiền ở miếng dạy, ở Việt cũng có một số nơi, một số cơ sở có dạy các đề mục thiền chỉ, hoặc là thiền quán vipassana bây giờ cũng có nhiều nơi dạy. Thì quý vị theo dõi tìm những cái khóa thiền đó, quý vị theo dõi